con trai đấy à, con có phải là con trai của ta không? Đúng ra con là con của ba đây. Ba, con à, ba ơi, lâu quá xin gặp ba. Ba ơi, khỏe không? Ừ, ta khỏe mà. Đau đầu quá đi. Đây là đâu Hả? Cái gì đây? Sao lớp học tự nhiên thay đổi như vậy? Ơ, chuyện gì mà xảy ra? À đúng rồi, ông ha ha ha. Chào mừng Koro Senshi. Từ nay cái trường này là của ta. He 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 he. Đồ khốn, ngươi đã vào ngục à? Ta sẽ báo cho cảnh sát. Ngươi báo đi. Ha, ta thách ngươi đấy. Hãy xem năng lực của ta đây. Hey. Ủa? Hey. Hey. Ủa kỳ vậy? Trời ơi, ngươi không biết gì à? Ta đã khóa năng lực của ngươi lại rồi mà. Bây giờ á, lươi tới thành một con vật tuột phế vật thôi. Đồ khốn, sức mạnh của ta đã bị biến mất rồi. Ngươi dám? À, Jackie cùng với lại những người bạn ngoài hành tinh đang đi chơi cùng nhau đấy. Ủa, thế ngươi làm thầy cái gì mà ngươi không cho nó đi học mà đi lâu để nó đi chơi vậy hả? Mình thích thì mình làm thôi, tại vì tụi nó đang ở lớp học VIP mà. Đã vậy á, ngươi lại còn phân chia lớp học nữa. Lớp học VIP với lớp học cục ốc cái gì chứ? Lượt lại giống như lần trước cái gì? Rồi, các em thấy thế nào rồi? Thầy qua điều hiểu tình hình coi. Gì đây? Thầy ơi, cứu tụi em với. Được rồi, thầy sẽ cố gắng cứu tụi em. Xíu thì sao? Em không muốn học tới hàng xóm đáng ghét đấy đâu. Đúng rồi, thầy nghĩ cách cho. Gì đây? Yaki hình như bị thôi miên rồi. Ủa, tại sao Yaki lại bị thôi miên đúng rồi? Yaki nhớ nó đi chơi với cái tụi kia phải không? Đúng rồi thầy ơi, Yaki với lại tụi kia đi ra ngoài chơi đâu rồi đó. Bây giờ tụi em phải ở trên lớp học nè, chán quá đi. Được rồi, bây giờ thầy sẽ cố gắng giải quyết cho từng đứa. Rồi gì đây? Yu-o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 -
cứ như thế này thì chết mất. Rồi Inori sao? Thầy tính lại rồi à, thầy có khỏe không? Cảm ơn em nha. Thầy đang thực ra không khỏe lắm. Tại vì tên này nó đang thoát buộc thầy nên thầy đau quá. Thầy cái gì vậy? Sao mày đau tim quá vậy? Ha ha ha, ngươi càng cử động, ngươi càng nói thì ngươi sẽ càng chết đấy. Cái tên khốn này, ngươi hãy làm ơn. No, không thể nào. Thầy, thầy có sao không? Trời ơi, không có tin được. Tên hàng xấu độc ác. Chúng ta có cần dùng năng lực để đánh hắn không? Ha ha, các ngươi mà dùng được cái gì chứ, các ngươi đã mất hết sức mạnh rồi mà. Ừ, nhớ quên mất, tên khốn này. Bây giờ làm gì giờ? Thôi được rồi, các em hãy mau theo ta đến sân thể dục nào. Bây giờ là một tiếp theo là một thể dục. Tại sao phải học giờ hay học như này hả? Có thấy thầy sao Kurosashi của chúng ta đang bị chết không? Cứ để ông ta nằm đó đi, không sao đâu. Ông ta chưa chết đâu. Ông này là có rất là nhiều mạng đấy. Thôi rồi, thầy phải dập mau. Được rồi, chúng ta sẽ giết người sau. Đi nào. Ok. Ok, đây là sân thể dục đây. Bây giờ là các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hey, đi chơi đi, học hoài vậy. Tôi đang ở trên lớp học và với là người tin mà. Bây giờ tôi không phải là người bạn của ngày này nữa. Cái gì? Jitoki, tại sao cậu dám nói thế? Chúng ta là bạn mà, tại sao cậu lại phản bội? Im đi, các cậu biết gì thì biết chứ. Thầy ơi, nghỉ đi, chán quá đi. Thôi nào, cố gắng đi, cố gắng học xong môn này rồi nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học môn chạy nha. Ơi, chẳng có chạy gì hết. Được rồi, chúng ta sẽ trả thù cho Jitoki đi. Được rồi, Jaki, hãy đợi xem. Vậy xin xem chúng ta chạy nè. Ha, được lắm, các cậu chạy đi để xem ai mạnh hơn ai nào. Được lắm, chạy thôi. Rồi, bây giờ người đầu tiên chạy đó chính là Rainer. Ok, trúng tủ của tôi rồi. Ha ha ha. Được rồi, sẵn sàng chưa? Hay là cậu sợ rồi hả Rainer? Ha 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 ha. Tôi sợ là cậu sợ thua thôi. Chứ tôi chạy là nhanh nhất ở đây đó. Trời ơi, vậy cậu chưa biết tôi rồi. Tôi vừa có sức mạnh của người ngoài hành tinh rồi. Cậu không phải là gì đâu. Ha 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 ha. Được rồi, để xem ai thua sẽ bị phạt nhé. Trời ơi, không ngờ cậu nó câu đó đó. Cậu tuổi gì chứ? Được rồi, đừng nói nữa. Vào vị trí đi. 3, 2, 1, chạy. Trời ơi, chị ghê vậy. Ha ha, sợ quá. Chị nhanh quá ha. Ha ha. Được rồi, mình sẽ chấp hắn luôn. Ủa, sao cậu không chạy đi? Làm gì vậy? Tớ đang chấp Rainer đó. Tớ chỉ cần phi một giây thôi là tớ đến đích rồi. Có tin không? Trời, cậu hát à.
tớ không thể tin được. Cứ chờ xem. Chúng nó tin đó cậu. Thế đủ rồi, hãy xem sức mạnh chạy nhanh của ta đây. Hơi sắp đến đích rồi. Ủa, cậu nói gì vậy? Tớ đến đích hồi nãy giờ rồi mà. Hả? Cậu đâu ra vậy? Trời, giá kia đến đích thiệt kìa. Cậu chạy nhanh lắm. Cậu ta bay với bận tóc ánh sáng. Cậu ta đã chạy với bận tóc ánh sáng kìa. Nhanh vãi. Wow, giá kia đó có sức mạnh thật là tuyệt vời. Thôi không có tin được, tại sao cậu chạy nhanh như vậy? Vậy là tớ chỉ cậu biết rồi. Tớ là người chạy những hành tinh đây. Trời ơi, đồ chơi ăn gian này. Kìa, ăn gian hồi nào. Được lắm, Yaki 10 điểm, Rainer 1 điểm, bị chốt. Thật không công bằng, thật là ăn gian. Cái gì? Em muốn gì hả? Tôi muốn đến nhau với ông đấy. À ha, thằng này ngon. Khoan đã, dừng lại. Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Sao, có chuyện gì? Thật ra, ông hàng xóm, ông là người rất là thân thiết với tôi. Hả? Tại sao? Bởi vì tôi chính là con trai của ông. Con trai thất lạc 15 năm của ông. Cái gì? Cái gì? Đúng đấy, từ nhỏ ông đã bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi đã tìm ra, ông chính là bố của tôi. Ba ơi, con là con của ba nè. Cái gì? Sao là ngươi lại biết ta là thất lạc con? Sao là không chứ, chính ta là cha con với nhau mà đúng không? Thật không thể tin được. Thì ra là con trai của ông sống à. Wow. Con trai đấy à, con có phải là con trai của ta không? Đúng rồi, con là con của ba đây. Ba, con. Ba ơi, lâu quá chưa gặp ba. Ba ơi, khỏe không? Ừ, ta khỏe mà. Vậy là gia đình chúng ta là đàn tụ rồi. Trời ơi, mừng quá đi. Con ơi. Ba. Sao thiệt là. Chúc mừng cậu. Chúc mừng con khỉ vậy. Thôi rồi, nể tình 15 năm chúng ta gặp nhau. Bây giờ là ta sẽ cho con được nghỉ ngơi ngày hôm nay. Oh yeah. Được rồi, con nên về phòng đi. Phòng gì hả ba? Thì phòng của ta đó là phòng văn phòng hiệu trưởng đó. Ok, con đi đây, bye bye ba. Con đi là chơi nha, ngày mai gặp. Trời ơi, sướng quá đi, ước gì mình là con của ông hàng xóm. Cậu ta thiệt là hạnh phúc quá đi. La 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 la. Quên đi này, lộn chưa đây. Mình sẽ đi đường này đến phòng âm hiệu trưởng thôi. Ý mình là phòng của ba mình. Bạn, mình sẽ kể đóng cái lại, mình sẽ kể mặt cho. Thực ra, mình không phải là con của ổng. Mình chỉ giả bộ thôi, để mình thám thính coi phòng ổng có gì nha. Ông mà sống đúng là đồ ngu si. Để coi, phòng hiệu trưởng là phòng nào ta, mình cũng quên bà nó rồi. Đây rồi, phòng hiệu trưởng đấy rồi. Cái gì vậy? Sao bà lại ở đây hả? Ta không phải là ông hàng xóm, ta chính là nhân bản vô tính của ổng. Ông chính là nhân bản vô tính à? Tôi chính là con trai của ông hàng xóm, đây cho tôi vào đây chơi nha. Hả? Cái gì? Em là con trai của ông hàng xóm à? Ok, ta đi đây. Con có thể không? Con chỉ giả bộ thôi, thưa hiệu trưởng, được yên tâm đi. Còn đến đây con chỉ để đi ra xem phòng này ổng này có gì mà. Rồi cứu ta giới, ta có bị giới hạn sinh lực này. Bây giờ ta đứng yên một chỗ, ta không có di chuyển được. Được rồi, để con cứu cho. Này, ổng cho chân được ngoài nè. Ok, ta đã được tự do rồi, cảm ơn con nhé. Haha, không có gì đâu. Bây giờ con cần gì nè? Con muốn biết là ổng có căn phòng gì bí mật không. Để con để xem thế nào đã. Hình như ta nhớ không lầm là ổng có một cánh cửa đằng sau cái tủ sách đấy. Con thử xem đi. Cánh cửa đằng sau tủ sách à? Để xem đã. Để mình dùng xuống bàn mình xem. Mình sẽ đập vỡ cái này ra. Để ra có gì không? Ok. Wow, mình thấy rồi. Đập ra nào, có lại. Mình hãy dùng cú đấm của mình đập vỡ cái này. Được rồi, ông hiệu trưởng, tôi kìm đường ra như nè. Ông đi với tôi không? Em có đi, tâm buồn ngủ quá, tâm muốn ngủ ở đây. Trời ạ, giờ này thầy còn muốn ngủ đó. Rồi, để em xuống dưới, em sẽ giải cứu tường này. Được lắm, thầy tính em mà, em cứ đi đi. Được rồi, thì em cứ đi đi đâu có đi thôi. Ok, đi nào. Ok, đến rồi. Cái gì đây? Mấy người này đang nói chuyện với nhau vậy, để mình nghe lén mới được. Ôi, cái gì vậy? Ông còn sống hết trời luôn. Và một binh đoàn alien. Trời ơi, cái gì vậy? Để mình nghe lén xem. Vậy là cái trường này gần chiếm thành công rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ tiến hành các công cuộc phá hủy trái đất. Đầu tiên là chúng ta sẽ dụ dỗ những đám học sinh trong lớp anime này. Tại vì học sinh trong trường này rất là mạnh. Mỗi người đều có sinh nhật khác nhau như là Gintama nè, rồi Luffy, Naruto, Uchiha, rồi những nhân vật trong Bleach, Fairy Tail, tất cả bộ manga anime đều rất là mạnh. Chúng ta cần có lực lượng anime để xâm chiếm trái đất này. Các người thấy sao?
chúng tôi thấy cũng ổn đó. Nhưng mà có tên Jackie này chúng ta không nên xem thường được. Đúng đấy, hắn coi có sức mạnh là mỗi ngày biến thành mòn nhưng mà anh đi với nhau. Có khi á là hắn mạnh nhất ở đây đấy. Không biết nữa, hồi nãy ông hàng xóm có gọi chúng ta là Gintoki Jackie, có nghĩa là người con ta, tức là có ông đã 15 năm nay rồi. Ta không biết có đúng không, nhưng mà kệ đi. Chắc vậy rồi. Thấy ông hàng xóm của tôi vui lắm. Thấy chủ nhân được vui là tôi được vui mừng rồi. Chúng ta nên tin Jackie đi. Ừ, tôi nghĩ vậy. Được rồi, chúng ta hãy ở nhà bàn tiếp về kế hoạch xâm chiếm trái đất nào. Ê, mọi người đừng tin mình kìa. Ok, mọi người lẽ mình sẽ vào đây, mọi người sẽ không nói gì mình đâu. Rồi, chào mọi người, con chính là con của ông hàng xóm đây. Ồ, người đến rồi à. Người đến làm gì vậy? Ông hàng xóm kêu con đến đây để sắp xếp lại đồ vật thôi mà, không gì đâu, cái chú của bàn đi. Thôi rồi mọi người, chúng ta sẽ tạm ngưng bàn bạc việc ở đây để chơi cùng với Gia Kỳ nhé. Không cần đâu, để con đi quay lại được rồi, ok. Người tự nhiên. Ok, mình đã lừa được tụi nó rồi, bây giờ lại mình xem. Trời ơi, máy móc quá trời vậy, còn có bảng rồi bạn, wow, xịn quá. Một cái bàn, để anh gì đây, đây chắc là đồ có bàn craft nè. Đây căn cứ của bọn người hành tinh, trời ơi, muốn đắm chết thằng này các bạn ơi. Mình mà có sinh lực là mình sẽ đắm chết rồi, cái gì đây? Máy hút sức mạnh, đây rồi. Đây chính là cái máy đã hút sức mạnh của nhiều anime và cái thầy Kuro Sensei. Bây giờ là mình sẽ trả nó về nơi mà nó đã vốn có. Nào, tắt, 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 tắt. Này, người làm cái gì vậy? Ha, muộn rồi nha. Rồi, tắt nào, tắt, 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 tắt. Ha, mình đã có được sức mạnh rồi. Mình cảm thấy sức mạnh đang tràn trề năng lượng. Đồ khốn, nào anh em, mau bật lại cái máy nhanh lên. Đó. Muộn rồi, hãy xem ra đây. Sau đây là tiếp một cosplay của Gintoki. Ta chính là Monkey D. Luffy. Ta sẽ trở thành vua hải tặc. Trời ơi, nó cosplay rồi kìa. Hãy xem ra đây. Gear 3, no, hư, mày nè. Ha, ta đã làm bể hết trơn cái cổ máy hàng người rồi. Trời ơi, cổ máy hút sức mạnh của ta, sao ngươi dám phá nó? Anh em, giết nó. Đó. Này, có cho hay giết xem lại đây. Go mu no pistol. Chết đi. Chạy. Pistol này, đặt này. Đánh đi, đánh đi. Đánh pistol nào. Pistol. Đâm chỗ, đâm nhầm vậy. Đâm như mặt áo nhanh lên. Chết, mình đang hụt đây. No, pistol lại nha. Pistol. Chết hai thằng. Hãy xem. Hãy chơi. Đây chính là sức mạnh Monkey D. Luffy. Đây là sức mạnh trái ác quỷ. Trái cao su đấy. Trời ơi, không thể tin được. Anh em ông hàng xóm, tiến lên, hãy giết hắn đi. Rò. Ta chính là Yoro đây. Ta chính là hợ săn hải tặc. Ta chính là huyền phó ở đây. Nào, ta là kiếm sĩ mạnh thế giới. Nàng xong vô đây. Đây là chính là cosplay của ta. Trời ơi, thằng này cosplay đủ thứ luôn. Sơn phong. Ông hàng xóm, sông hàng lóm. Ui, bắn đầu vậy. Ông hàng xóm đau nè. Này thì ông hàng xóm của ta đây. Ông hàng xóm hay sao? Người thua chưa? Ta đã có sức mạnh vô biên rồi đây. Người sao? Chẳng nhà vô đâu không? Tên khốn, được lắm. Hãy lên trên đi. Chúng ta cũng có người sẽ solo với nhau. Ok, đi rồi đi. Đừng có trốn đấy nhé. Được lắm, lên. Được rồi, bây giờ đến lượt chúng ta học một món đổ nào. Này ông hàng xóm. Nhưng nó có chuyện rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao ông lại vội vã vậy? Tôi đang dạy học mà. Trời ơi, cái thằng Jackie đó, nó... Thì sao? Đó là con trai của tôi mà. Không phải, nó chính là kẻ lừa đảo. Nó đã giả bộ làm con trai của ông để vào cái chỗ của tôi. Và nó đã phá hủy cái máy giảm sức mạnh rồi. Cái gì? Nó đã phá cái máy để giảm sức mạnh à? Đúng đấy, tất cả những anime ở đây đều lừa đảo có lại sức mạnh rồi. Hả? Ông nói gì cơ? Chúng nó đã có lại sức mạnh rồi ư? Chết cha, mình lỡ mồm. Được rồi anh em, quẩy thôi. No. Tên Jackie khốn khiếp. Được rồi, ta bực rồi nha. Hãy xem sức mạnh thai thình của ta đây. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ta chính là thai thình thiết giáp đây. Trời ơi, nó bự quá. Tốt lắm nên nơ, cậu đã có làm rồi. Được rồi anh em hành tinh, chúng ta cùng nhau chống lại lớp anime đi. Lớp anime, tiến lên. Tiến lên. Tiến lên, vô anh em. Hãy đánh tên thằng hành tinh đi. Yo, hoi, hoi. Bang bang, cố lên Rainer, cố lên, tiến hành đi. Yeah, chúng ta đã đánh bại bọn chúng rồi. Yeah, oh yeah. Tôi là anh em, từ khi có là sức mạnh chúng ta đang tới là mạnh hơn. Còn là ông hàng xóm và ông ngoài tên thôi. Cố lên. Tên khốn. Được rồi, bọn ngươi chưa thấy gì đâu. Chúng ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là hại. Hả? Là cái gì? Bọn ta sẽ kết hợp lại thành một. Nào, kết hợp lại nào. Trời ơi, ông hàng xóm và tôi ngoài tên kết hợp lại à? Thật là không có tin được. Ta chính là
ông hàng xóm người ngoài hành tinh đây. Ha, ta có sức mạnh của ngoài hành tinh và ta có sức mạnh của ông xóm nữa. Ta chính là độc nhất vô nhị ở đây. Tất cả những vật anh em để đây đều phải chết dưới tay ta. Vì dám không như là ta được rồi. Các người tiến lên đi, ta chấp hết mọi người. Trời ơi, ông to quá, to hơn cả Rainer luôn. Đúng rồi, ông to quá trời kìa. À, nhảy đi, tiến lên. Rồi, đánh hắn, đánh hắn nào. Ôi, ông còn sống ha, ông còn sống không lại đâu. Chúng ta khỏi nhau, đánh hắn nào. Tiến lên. Ông còn sống nhảy kìa, đánh hắn. Nào, mọi người cố lên, đừng để hắn đánh chết chúng ta. Đây là, chúng ta là lớp anime, chúng ta không thể thua hắn được. Này, cố lên Rainer, đúng rồi. Rainer sẽ làm tăng cơ cho chúng ta. Tại sao Rainer lại đi sau vậy? Rainer đi rất nhanh lên tụi. Tại sao lại chạy, cái gì vậy? Ôi, mọi người đều chạy hết trơn rồi. Ông sắp mạnh quá, chứ còn là hai người lại đang ở lại đánh nhau với hắn thôi. Có lẽ mọi người đều bỏ cuộc hết trơn rồi. Mọi người đều bỏ cuộc rồi. Tại sao vậy? Ông sắp mạnh quá, ông quá khỏe để ta đánh nổi. No. Ông quá khỏe luôn rồi. Được rồi, đến lượt mình ra tay. Hứ. Yo ro, hứ. Go mu go mu no. Đây, thử thử nè. Hứi. Bang. Rồi mình đấm nó rồi. Nó mạnh quá. Thằng này mạnh quá, đấm lại không được. Ok chết rồi. Cuối cùng chúng ta đã đánh bại được ông hàng xóm ngoài hành tinh rồi. Chúng ta đã ăn liên hoan nào. Oh yeah. Chúng ta đã đánh bại lại ông hàng xóm người ngoài hành tinh. Oh yeah. Oh yeah, vui quá đi. Vậy là chúng ta được tự do rồi. Cậu bỏ cái xác vô vậy cho Tiki. À, hơi may quá, tớ đã báo cái xác rồi. À, tớ rất xin lỗi vì tớ đã lừa các cậu. Tại vì tớ đã đánh lạc hướng để các cậu nghĩ rằng tớ chính là con của ông hàng xóm. Các cậu có nghĩ là gì không? Không đâu, chúng ta nghĩ là cậu cũng chỉ giả bộ thôi. Thì ra cậu trên đây chết là con tới cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha, Yaki. Ok, không gì đâu, được rồi, cái sách đâu rồi? Tên khốn Yaki. Cảm ơn lớp học anime đã giúp chúng ta bắt được hai tên này nhé. Hai tên này rất là nguy hiểm. Một tên là ông hàng xóm, một tên là tội phạm nguy hiểm cấp vũ trụ. Ok, không có gì. Cũng là nhờ các anh đã đến giúp thôi. Thì các anh mau giữ lại hang này thật là chặt nha. Hai hang này nó lại vương ngục nó bây giờ. Được rồi, có gì chúng ta sẽ nhốt hắn là vào nhà tù cực kỳ nghiêm trọng. Thì hắn ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây được. Cảm ơn các anh đã hợp tác. Ok, chúng ta về đây. Tình như kiểu kiếp. Ta sẽ tha hồn ngươi. Ta cũng sẽ tha hồn ngươi. Bọn ta sẽ tha hồn ngươi. Ok, hay quá Yaki. Hay quá, cậu là tuyệt vời. Không có gì đâu. Thôi tớ đi về nha các cậu. Cậu về nha. Cậu nhớ đừng gây rắc rối gì nữa nha. Tớ sợ một ngày nào đó ông hàng xóm sẽ quay lại đấy. Ừ, có khi ông sẽ quay lại đó. Không có gì đâu. Thôi tớ về đây. Hai thằng khá. Ok, về thôi. Trời ơi, đã quá. Vậy là xong rồi, đây chính là lớp anime tập của ông hình xóm. Thì mình đã đánh bại được ông hình xóm và người hành tinh rồi. Hy vọng là một ngày nào đó thì hai ổng sẽ không vượt ngục nữa. Tại cái nhà tù để ổng vượt ngục thôi. Thì ok, nếu mà hết cái series này của mình á, để mình một like, một share, để mình có động lực làm tiếp nha. Đây chính là lớp học anime. Thì mình đang nghĩ là mình sẽ làm một cái series mới về lớp học anime. Tại vì dạo gần đây á, là lớp anime nó không còn có gì mới nữa. Thì các bạn nghĩ sao về một cái series mới về anime? Các bạn nhớ lại comment phía dưới nha. Ok, bye bye mọi người.